Lại là An đây. An xin chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và mát mẻ, mang một vẻ đẹp độc đáo từ thiên nhiên. Đá cuội được xem là một vật liệu trang trí trong sân vườn phổ biến hiện nay. Đá cuội vừa tạo điểm nhấn trong sân vườn mà còn mang lại một vẻ đẹp hài hòa với thiên nhiên. Đá cuội là những viên đá có hình dạng to tròn khác nhau, được mài tròn do lực tác động từ môi trường bên ngoài như gió, nước chảy, sóng biển. Tùy vào vị trí thiết kế sân vườn mà nên chọn những viên đá lớn, nhỏ khác nhau. Với những phiến đá dẹp, chúng ta có thể tạo những lối đi. Thì là cục đá suối, nhìn nó rất là nhỏ nhưng mà nó khối lượng rất là nặng. Cục này nó tầm khoảng là 15 đến 20 kg. Sử dụng đá cuội trong việc trang trí tiêu cảnh vừa làm điểm nhấn và cũng mang một cái độc đáo trong thiết kế sân vườn. Một trong những thế mạnh của đá cuội chính là phối hợp với nước để tạo thành một không. Đá cuội được trang trí quanh hồ với những thác nước róc rách chảy từ những khe đá ra, xen lẫn với những màu sắc của cây cối, sẽ giúp bạn và các thành viên trong gia đình có một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng sau một ngày làm việc mệt nhọc.